Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thời gian qua bằng những việc làm cụ thể thiết thực, lực lượng công an huyện Mường Ảng đã không ngừng củng cố, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đi vào chiều sâu đạt hiệu quả, Đảng ủy Công an huyện Mường Ảng đã thường xuyên quán triệt tổ chức cho 100% cán bộ chiến sĩ đăng ký rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, tổ chức tọa đàm sinh hoạt chính trị toàn đơn vị để các cán bộ chiến sĩ hiểu sâu hơn về nội dung những điều Bác dạy, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ ràng để cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Từ đó giúp đơn vị làm tốt công tác quản lý cán bộ, chống các hành vi vi phạm pháp luật, vụ lợi cá nhân, gây phiền hà cho nhân dân, chống những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc chế độ công tác. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Mường Ảng đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được của từng cán bộ chiến sĩ để kịp thời chấn chỉnh thái độ, ý thức của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Quan tâm bố trí cán bộ chiến sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân, đẩy mạnh việc kiểm tra điều lệnh đội ngũ của cán bộ chiến sĩ, từ đó phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thường xuyên duy trì việc tiếp nhận ý kiến phản ánh về tư thế tác phong của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, thông qua hộp thư góp ý, từ đó phát hiện tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, điều chuyển công tác đối với những cán bộ chiến sĩ có nhiều phản ánh không tốt từ phía người dân. Ngoài ra, đơn vị còn tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, giúp cán bộ chiến sĩ có đủ năng lực, trình độ, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện theo chỉ thị 05 gắn với 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thì lãnh đạo Công an huyện Mường Ảng đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mường Ảng và các chi bộ và các lãnh đạo của đội thì thực hiện công tác là vì nhân dân phục vụ, thực hiện theo tấm gương của Bác Hồ, gần dân, sát dân, vì dân mà phục vụ. Từ đó Công an huyện Mường Ảng đã nhận thức được về cái chức năng nhiệm vụ Bác Hồ dạy quan nhân dân là cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, cương quyết đấu tranh với các loại tội phạm vì nhân dân phục vụ. Từ đó thì đã xuất hiện một số cá nhân điển hình tiên tiến, tập thể xuất sắc thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà chỉ thị 05 và thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Cán bộ chiến sĩ ở các đội trực thuộc và các địa phương huyện Mường Ảng đã thường xuyên học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Cấp ủy các chi bộ cũng như chỉ huy các đội nghiệp vụ đã xây dựng kế hoạch gắn việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung này vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Qua đó, cấp ủy chỉ huy và mỗi cán bộ đảng viên đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng, tất yếu của việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Nhờ thực hiện tốt lời Bác dạy, mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện Mường Ảng đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, phát huy được tính chủ động sáng tạo, nêu cao ý thức, khắc phục khó khăn, tận tụy, tâm huyết, năng động sáng tạo, mưu trí dũng cảm trong công tác và chiến đấu, đặc biệt là trong lĩnh vực công tác có liên quan trực tiếp tới việc tiếp xúc với người dân. Trên từng lĩnh vực công tác, cán bộ chiến sĩ đã phát huy được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, vun đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần bảo đảm và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, tập thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Về công tác tham mưu, đã chủ động xây dựng kế hoạch chiến công chấn áp tội phạm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm về ma túy, phối hợp với chính quyền các xã rà soát các đối tượng nghiện chất ma túy, lập danh sách đối tượng tù tha về, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, từ đó có kế hoạch triệt xóa các tụ điểm và điểm bán lẻ trái phép chất ma túy. Trong năm 2021, 6 tháng đầu năm,
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy đã phối hợp với công an các xã, các đội nghiệp vụ đã tấn công mạnh các loại tội phạm. Trong năm đã bắt và khởi tố được hơn 40 vụ án, bắt trên 50 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Một điều dễ nhận thấy, sự chuyển biến từ việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân ở công an huyện Mường Ảng, đó là sự nỗ lực vượt khó, tận tụy, trách nhiệm cao với công việc, sự gần gũi gắn bó với nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện Mường Ảng luôn bám sát địa bàn, bám sát cơ sở, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời nhắc nhở người dân luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Nhất là từ khi dịch COVID-19 bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp. Lúc này, tinh thần cống hiến phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc ở cán bộ chiến sĩ công an huyện Mường Ảng được thể hiện rõ nét. Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19. Từ việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của chính phủ trong phòng chống dịch đến chấp hành nghiêm các quy định, khuyến cáo của ngành y tế trong thực hiện 5K, và việc phối hợp với các ngành chức năng truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Cùng với đó là tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về phòng chống dịch và các hành vi đăng tải phát tán các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, để giúp người dân yên tâm không hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh, Công an huyện Mường Ảng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người dân về những điều cần biết và cách phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tiếp tục là tăng cường tuần tra kiểm soát. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ cùng phối hợp với các lực lượng khác để tuyên truyền và nhắc nhở một số bà con, người dân khi tham gia giao thông là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó thì tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng khác để tuyên truyền vận động để làm sao là hình ảnh của người công an và gần gũi với quần chúng của nhân dân. Bằng việc không ngừng học tập, rèn luyện và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ đã góp phần giúp cho công an huyện Mường Ảng xây dựng lực lượng ngày càng vững về chuyên môn, gần dân, sát dân, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao và giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện nhà phát triển. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 năm 2020, Thượng úy Nguyễn Đình Kiên được điều động từ Công an huyện Mường Ảng về làm Phó trưởng Công an xã Ảng Nưa. Dù ở cương vị nào, Thượng úy Kiên vẫn luôn gương mẫu tận tụy với công việc, mưu trí trong đấu tranh phòng chống tội phạm và là một điển hình trong học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Với vai trò là Phó trưởng Công an xã Ảng Nưa, để giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Thượng úy Nguyễn Đình Kiên đã cùng Ban Công an xã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tập trung xây dựng các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, các câu lạc bộ, tổ tự quản về an ninh trật tự. Mặc dù môi trường làm việc mới, kinh nghiệm ở địa bàn chưa nhiều, nhưng với tinh thần tận tụy với công việc, sẵn sàng phục vụ nhân dân, anh Kiên xem đây như là cơ hội, điều kiện để bản thân rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Với bản thân thì là giờ trước tiết để mà làm hoàn thành tốt nhiệm vụ thì bản thân phải nêu cao cái tinh thần tự giác, hoàn thành các trước tiên là phải cái nắm cái điều lệnh công an nhân dân, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của cấp trên giao phó, cũng như là đi sâu đi sát vào quần chúng nhân dân. Là gần dân, là lấy nguồn nhân dân, là lấy nguồn thông tin quan trọng, những kênh thông tin để là phục vụ cho công tác của mình. Cũng như các xử lý các vụ việc phát sinh xảy ra trên địa bàn.
thì bản thân cũng là như các đồng chí công an xã Ảng Nưa đây thì là các cùng tham mưu với đảng ủy, ủy ban nhân xã cũng như cấp ủy chính quyền của rồi các bản để kịp thời nắm công dân đến hay là xảy ra các vụ việc xảy ra bất thình lình địa bàn. Để nắm chắc tình hình từ cơ sở, Thượng úy Nguyễn Đình Kiên đã thường xuyên xuống các bản, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã bản, tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành nghiêm túc các nội quy quy định của xã, quy ước của bản, phổ biến âm mưu thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, giúp cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia tố giác và truy bắt tội phạm. Qua đó, người dân đã tích cực tham gia cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã giải quyết kịp thời hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Việc được lực lượng công an chính quy ấy, thì lúc đầu thì cũng có thể là nói là nó cũng rất bỡ ngỡ, bởi vì là con người mới và công việc mới, nó từ trên huyện xuống để là công an chính quy của xã ở bản thì rõ ràng là rất có nhiều khó khăn. Nhưng mà trải qua một cái quá trình đấy, thực hiện thì hiện nay là tôi dám khẳng định là lực lượng công an là luôn là hoàn thành tốt các nhiệm vụ đấy, đặc biệt là cái vấn đề an ninh trật tự. Trong cái lực lượng công an ấy, đặc biệt là về cái phó công an xã thì nó điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an thực hiện tốt các nhiệm vụ đấy, thì ví dụ như xã Nương tôi ấy, thì lúc đầu thì nó có xảy ra những cái vụ việc nhỏ trộm cắp vặt, rồi là những cái việc mà xảy ra một số hộ gia đình có thể là mâu thuẫn với nhau, người ta có xích mích với nhau, có thể là to tiếng với nhau, mất an ninh trật tự. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì lực lượng công an là cũng đã bám sát được cơ sở, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà chuyên môn đấy, thì hiện nay là những cái vấn đề này thì cũng đã giảm đi rất nhiều. Thực hiện phong trào công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy do Bộ Công an phát động, Công an xã Ảng Nưa đã cụ thể hóa các nội dung thành tiêu chí thực hiện, đồng thời tổ chức cho lực lượng công an xã đăng ký phấn đấu với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Trong sinh hoạt, giao ban hàng tuần, hàng tháng, Ban Công an xã đã đưa nội dung 6 điều Bác dạy vào sinh hoạt để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, định hướng cho các công an viên nghiêm túc chấp hành, từ đó tạo môi trường đoàn kết gắn bó, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đơn cử như trong tiếp nhận và kê khai hộ khẩu, căn cước công dân, chuyển nơi cư trú hay trong tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, phải hướng dẫn nhiều lần, nhưng bản thân anh Kiên cũng như tập thể Ban Công an xã vẫn luôn kiên trì, giữ thái độ tôn trọng, hòa nhã đúng mực, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Thì với trách nhiệm của bản thân thì là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Ảng Nưa. Ngoài ra thì để làm tốt công tác thì tham mưu cấp ủy chính quyền cũng như phối hợp các đoàn ngành đoàn thể trên địa bàn xã Ảng Nưa để đảm bảo cái nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, làm các công việc liên quan đến để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mà đặc biệt trong cái vụ thời điểm dịch bệnh đang xảy ra diễn biến phức tạp thì việc đầu tiên là phải nắm công dân đến, công dân về từ các cái tỉnh có dịch cũng như các công dân đến các vùng khác lên địa bàn, nhất là nắm để quản lý và quản lý giám sát chặt chẽ, phối hợp các chính quyền bản để giám sát quản lý tại gia đình để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất. Ngoài ra thì công tác tuyên truyền là công tác rất là quan trọng, như là thường xuyên là phối hợp với trưởng bản là mở cái loa phát thanh là tuyên truyền về công tác cái tình hình dịch bệnh, hay là trực tiếp xuống các bản để họp tiến hành là tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh cũng như tình hình dịch bệnh rất phức tạp, cho nên là để bà con nắm và hiểu sâu hơn về cái tình hình dịch bệnh hiện nay. Với những kết quả đạt được, năm 2020, Công an xã Ảng Nưa đã được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân Thượng úy Nguyễn Đình Kiên đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.